Cái này chắc bé thích này. À, búp bê, biết búp bê không? Thế nào? Này lúc ngủ thì ôm cái này mà. Ngủ. À, lúc trước, lúc ngủ là ôm cái này hả? Ừ. Người rách là nó bỏ rồi. Nhìn bé mừng kìa mọi người. Vui không? Chắc phải là lâu lắm rồi là không có ai tặng đúng không? Không ai tặng cả lâu rồi. Chào mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là team của mình đang có mặt tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng, quê hương của mình nhá. Thì ngày hôm nay là anh em mình lại đây để quay lại thăm một cái hoàn cảnh mà một bé gái bé 9 tuổi đúng không? Bé Chi 9 tuổi mà bị căn bệnh kỳ lạ đó. Kỳ lạ mọi người, mà bò không á mọi người. Thì ở trong video trước á, là mình đã quay cho mọi người xem rồi. Thì là mọi người bình luận và quan tâm rất là nhiều luôn. Thì nói là anh em mình quay lại thăm gia đình bé và giúp đỡ cho gia đình bé thêm. Thì hiện tại thì nhìn gia đình bé như vậy thì mình cũng không biết để giúp được cái gì nữa đúng không? Ừ. Tại vì anh em mình giúp thì giúp nhiều người thì khả năng của anh em mình có giới hạn. Nếu mà muốn giúp nhiều hơn thì phải nhờ đến Mạnh Thường Quân. Thì video anh em mình đã đăng lên rồi á, thì nếu mà Mạnh Thường Quân thương gia đình của bé thì có thể gửi tiền ủng hộ cho gia đình bé. Thì tất cả quý Mạnh Thường Quân yên tâm, nếu mà mọi người mà gửi tiền ủng hộ cho gia đình bé thì mình sẽ trao cho bé rõ ràng và quay video rõ ràng, công khai minh bạch luôn. Thì ngày hôm nay là anh em mình quay lại gia đình bé thì là có một món quà nho nhỏ của team của mình dành tặng cho gia đình bé. Thì bây giờ mọi người tiếp tục theo dõi cái video này và đồng hành cùng anh em mình nhá. Mời mọi người theo anh em mình nha. Mình mua thùng quà với cả bao gạo với cả dạ, thùng mì. Bao nhiêu luôn hả? Quý ôm bao gạo nhá, mình ôm 2 thùng này nhá. Mình đem vô mình trao cho gia đình bé. Đi mọi người. Đi vào. Nhìn bé đây mọi người. Con chào bà nhá. Chào bà. Đi xích vô con. Đi nào. Con đi vào nhà đi. Nhìn thấy thương chưa mọi người? Rồi. Ngày hôm nay con đi thăm gia đình mình. Con mua một chút quà con tặng cho gia đình mình nhá. Nè, để lên đây luôn. Con ăn sáng chưa? Con ăn chưa? Cháu này chưa ăn sáng mà ăn bánh mì thôi. Sáng cháu ăn gì bà? Ăn bánh mì. Bánh mì hả? Ừ. Thế bà ăn sáng bằng gì? Sáng thì ăn rau, ăn cơm. Đang làm điều à? Ừ, đang làm điều. Tại vì ngày hôm trước con quay video của bà thì khán giả cũng quan tâm nhiều, kêu con quay lại thăm gia đình mình. Thì con mua một chút thăm quà. Thăm các người là thăm bà thôi. Thăm bà với cả thăm bé nè. Các người tới kia thăm rồi. Vâng, thì con thăm gia đình bà trước rồi con mới chạy lên thăm lên mấy hoàn cảnh trên đó nữa. Tại vì khu này, bên cái buôn này là rất là nhiều người khó khăn hơn mọi người. Đây là tận sâu ở trong núi luôn nha. Mình đi qua biết bao nhiêu đồi núi mới tới cái bản này. Khu này toàn là người dân tộc thiểu số không à. Mấy gà bé có quậy gì không bà? Hả? Mấy gà bé có khóc quậy gì không? Lúc không. Không ít thôi. Ít. Còn nhớ chú không? Nhớ đấy. Gặp các cháu bên kia đó thế đấy. Gặp con thấy mà ơ Con nhắn ra để. Này bao gạo này bây giờ bà để đâu này, con Vinh con để luôn cho. Bao gạo này nặng. Đây lên giường tí đi. Để lên giường. Tìm ông để cho khác. Thùng mì luôn nha bà. Cái này là quà tôi con tặng cho bé. Này quý cả Kiệt đi mua quà gì đây quý? Quần áo với đồ chơi với tách trái Bà cho cháu mượn cái dao bà để cháu mở quà ra chỗ ấy cho. Mở ra luôn nha quý. Cháu bánh kẹo cả các thứ đúng không? Cái này tặng cho con nè. Cảm ơn là chú In, cảm ơn. Thích không? Thích lắm. Nhìn này mọi người. Thích lắm. Giờ chú mở ra nha. Mà đó giờ là có ai hay tặng quà cho bé không bà? Ai à? Có ai tặng quà cho bà không? Không. Không à? Không. Bé có quần áo? Năm trước thì có, năm nay chưa. Thế quần áo này kia bé có ai mua quần áo mới cho bé không? Không, áo cũ thôi. Đồ chơi? Đồ chơi mua rồi em. Mua lâu rồi, nó chưa này đâu mua nữa, năm nay đâu có mua. Lâu rồi. Lúc trước thì mua. Không ai tặng đâu mà. Tất nhiên mua. Không có ai tặng quà không. Cho bé?
Mỗi ngày tặng là tất nhiên cái, mua cái này rồi. Là tụi chú tặng cho con nè. Con thích không? Thích lắm. Vui không? Nhìn nè, thương không? Bây giờ mình sẽ mở ra cho bé. Nhìn nè, đó. Thịt lắm. Bánh kẹo đó. Phải không? Thích không? Thích không? Thịt lắm. Cô biết cái này là cái gì không? Bánh nè. Cái này gọi là gì biết không? Không biết nói là bánh thôi. Thùng bánh kẹo. Có đồ chơi nữa. Kiệt, Kiệt quay cái thùng bánh cho mọi người xem này Kiệt. Cả sữa luôn đúng không Quý? Mua đủ loại luôn. Lâu lâu uống cái sữa hả? Đây là đồ chơi đúng không? Nguyên cơm bò luôn. Ơi, này cả thịt luôn đấy. Thích kìa. Thích rồi, thích rồi. Thích lắm. Nhìn nè mọi người. Năm trước ở bên biển thì mua cái này nó thích lắm. Đồ chơi. Nè. Bố bỏ ra cho bé Quý. Có 4 bộ đồ nữa đó. Bóng thì mua nhiều này. Mua 5 quả luôn. Còn cái này chắc bé thích này. Đó, búp bê, biết búp bê không? Thích không, thích không? Này lúc ngủ thì ôm cái này mà. Ngủ. À, lúc trước, lúc ngủ là ôm cái này hả? Ừ. Rách là nó bỏ rồi. Nhìn bé mừng kìa mọi người. Vui không, vui không? Chắc phải là lâu lắm rồi là không có ai tặng đúng không? Không, không ai tặng là lâu rồi. Còn cái này là quần áo này mọi người. Bỏ mấy cái đồ chơi vô đây Quý. Đồ chơi bánh kẹo sữa vô đây. Cái tặng cảm ơn. Thích không? Cảm ơn. Đồ mới nè, đồ mới. Cảm ơn. Thích không? Đang không biết nói. Nhìn bé thấy thương quá. Biết mặc vừa không? Sao mà bé hay chảy nước miếng thế bà? Ta có răng nó thôi. Cái miệng mới không ngậm lại được. Lúc nào cũng đào răng rồi thế. Rồi, ăn bánh nha. Cái dao này bà cất đi vào. Mồ hôi để quên trong này bé nghịch này nguy hiểm. Dao bánh ạ, cái dao ăn đi ăn. Bé ăn bánh được không bà? Ăn riêng tứ ăn từ từ thôi. Lâu rồi hết ha. Ăn lên, cứ mạnh lên. Ngon. Cá không được hả? Bé cá không được. Bé có hay được ăn bánh không? Bà có mua bánh cho bé không? Buổi sáng nay không mua, lúc nào không mua rồi chờ hết cái khoản một bịt. Thỉnh thoảng mới mua một lần. Thỉnh thoảng mua một lần thôi. Thịt ăn thì không mua. Ở nơi thuê nó ăn luôn đi. Nè, Chi, cái này là của con, cái này là cho con. Tất cả luôn, tất cả là của con. Vâng à. Vui không, vui không? Có đồ chơi này nó khoái lắm đấy. Khoái lắm cái này hả? Thế bút, bút bê này. Thấy cái này không? Nào, bỏ đồ lên trên này này cho gọn vào này. Mấy cái này là đồ chơi nha bà, mấy cái này không ăn được nha. Không ăn. Chơi. Hôm nay lột được rồi. Em nó qua rồi, nó xanh nhau đấy. Đây. Hai thằng em của nó. Vô. Em bé đấy, bé một tích là ngủ gần em bé đấy. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Vâng, đây, bà để cái thùng quà này cất đi cho bé Chi này bà. Để chỗ nào con để luôn cho. Cất đây chỗ này tí mà mình cất. Vâng. Đâu có gái đâu mà sợ. Như bé cắn kẹo được không ạ? Sao không được? Cắn là gì không được? Bức răng bé không bức cứng nữa. Đâu có răng đâu mà cắn. Còn mấy cái răng mà? Răng là răng hết luôn. Hôm qua là mình... bữa trước mình quay cái video mà mọi người chưa thấy rõ toàn cảnh cái nhà của bà nhỉ? Đúng rồi. Thế bây giờ mình sẽ đi quay toàn cảnh cái nhà của bà cho mọi người xem nhé. Đi bà vừa dắt cháu đi ra sau nhà một tí bà. Cái này chuồng gà nhà mình nha bà. Con gà nhà mình. Bên này là nhà người khác đúng không? Đây thì đằng sau nhà thì cũng chỉ có vậy thôi. Đâu bẩn. Cái này đất người ta đúng không? Ừ, cái này là mình ở đất mình tí thế này thôi. Làm dắt ra tới đó luôn không à? Cái này thôi. Này thôi. Nhà mình nuôi nhiều gà không? Ít lắm. Lúc năm trước nó nhiều, nó này còn ít thôi. Chết vịt luôn. Giờ là còn bao nhiêu con gà? Chắc hai cho con đấy. Đây chứ ấm cho bà đỡ mệt. Đây ấm cho. Đây. Bây giờ bà chắc yếu rồi nhỉ? Hôm qua bà nói bà 6 mấy ốm lắm. Bà 60 mấy tuổi? Trong 60. 60 à? Ừ. Hôm nay 60 đó. Tay chân bà có khỏe mạnh bình thường không? Còn đau lắm. Đây này, nó có đang trưng lên kìa. Đau cái gì? Đau cái khớp. Khớp chân. Lúc nào cũng uống thuốc, nên không uống thuốc không được. Cây cacao này Quý. Kiệt cho mọi người quay cái quả này. Này là sô cô la đúng không? Cái này mình trồng để mình ăn hay là thế nào bà? Ăn thôi à? Ăn hạt à? Không bán à?
Không biết thế nào mà bán hết người ta lấy nó con nó chín mà ăn nó cứ bán phải nhiều mới bán được đúng không? À. Chứ trồng một cây thì còn ít thì sao bán được? Mới đơn nó hai hết. Ăn ngọt ngọt á. À, ăn ngọt đấy. Đi, mình đi vô nhà này. Thế mình tắm giặt này kia không có nhà tắm này kia các thứ à bà? Nhà kìa. Thế vệ sinh mình đi chỗ nào? Đây như này này. Ngồi đi ngoài ngoài trời luôn à hay là? Ờ luôn. Ngoài trời luôn hả? Ờ. Đây chơi luôn trên kia. Mình đã có. Nói chung con có đó. Vâng, bếp này bếp củi. Củi. Tự bà đi lấy củi này luôn à? Tự bà lấy. Mẹ của bé có hay cho bé tiền không? Hay là đưa tiền cho bà để bà nuôi bé không? Ừ. Lúc có thì cho bà. Lúc có thì cho? Ờ, lúc không có thì không cho. Mình không có không cho? Ờ. Thế là ba mẹ bé là làm công việc gì? Đi rừng à? Ờ, bố con đi rừng. Mẹ là ngoài nhà còn này bé kìa. À, là còn thêm một bé nữa? Ờ, bé nữa kìa. À, bố đi rừng, mẹ thì ở nhà? Bố đi rừng. Qua bố nó về đi hai cái tay ca kìa. À. Qua về rồi. Bây giờ còn cháu này còn 100 kìa. Đang xịt thuốc cổ, nó là đâu nhiều. Ừ. Bên nhà không được bà. Hả? Bên nhà không được. Cho bé uống sữa đi Quý. Con sữa nha. Uống sữa không? Thế cứ cất đi cho mẹ. Bên nhà không được. Nhìn tay chân đây mọi người. Tay chân này mềm theo. Có đâu có cần ngác nó mềm. Bé có hay uống sữa không bà? Uống mà. Chị uống không? Uống. Uống đâu có hết một lúc đâu, hai ba lần uống mới hết. Rồi một hộp sữa uống với ba uống lần nữa. Ờ. Đâu hết một lúc đâu. Sữa uống giờ này mà chưa uống tiếp nữa mà hết. Sao? Chưa mà tôi uống tiếp nữa. Đâu hết một lần uống đâu. Uống sữa cũng ít, ăn cơm cũng ít. Ngon. Mạnh lên, uống mạnh lên. Yếu lắm. Kế mạnh lên. Để cho bé tự cầm được không? Bé biết cầm được không? Quý thứ cầm nhá, cầm nhá. Ai ạt rồi, ai ạt này. Ai cầm nhá. Ừ. Sợ nó mất. Ừ. Bé. Sợ nó mất rồi hả? Sợ là các chú đem về lại nữa là thế. Nó ai lấy đâu mà. Bé biết tự dừng không bà? Biết. À, nhưng mà đầy miệng là tự dừng lại đúng không? Ừ. Bé ăn gì bà chị cô đứt bằng ngủ không? Ừ. Phải nhai ra nữa không bà? Nhai. Chừng nào bé mới ăn cơm? Trưa mới ăn. Bên trưa mới ăn, sáng là không ăn gì à? Sáng ăn mì thôi, ăn bánh thôi. Ăn mì với ăn bánh. Trưa ăn xong cơm. Ăn rồi. Ừ. Trưa ăn cơm. Ăn cơm để nhai nhúc nó mà ăn. Đói cái bé chỉ biết, cái nồi cơm. Biết đói rồi. Nên nó đói này này nó thế. Đói gì mày? Ừ. À. Nói bằng miệng thôi. Đang biết nói đó. À. Cứ tí để tí chờ mà nó uống tiếp. Ngon ngon không? Ngon. Cảm ơn nè. Nhìn rất là thương luôn mọi người ơi. Mình không biết phải nói gì thêm. Không biết nói. Bé biết với mọi người biết anh em mình nói gì hiểu á, nhưng mà bé không có được bình thường á nên không có cử động, không có lanh lẹ được, không có minh mẫn với ba mẹ. Có giờ bé đi mà bà kiếm không thấy không? Tự đi. À trên này chắc nhà mẹ người nó. Nhà mẹ bên kia, nhà ông Vân, biết ông Vân không? Có ý là ý của cháu là có khi nào mà bé đi mà bé lạc luôn bà kiếm không thấy không? Không. Đi đi xa đó mà lạc. Thì gần đây cứ đi bé xanh quanh này thôi. Quanh nhà thôi đúng không? Ờ, mình được giữ nó mà đi không ai giữ nó đi xa lắm. Đi lung tung qua vườn nè. Thì mai mốt là con búp bê này sẽ là một người bạn đúng không Quý? Một người một bé này. Tại vì bé này như vậy thì đâu có bạn đâu đúng không? Có bạn không? Có bạn bè không? Không. À, nó có hay chơi cùng những đứa trẻ con khác không? Ờ, con anh em của nó ạ. Anh em với con này có. Có này, có hai chị em chơi thôi à? Ờ, hai. Còn mấy đứa nhỏ khác có chơi cùng nó? Mấy đứa nhỏ khác có, một vì con này đâu có cho người ta đâu. Không cho người ta chơi. Một mình cái này thôi, bởi còn anh em của nó thôi. Này mấy đứa nhỏ bên này có mà. Nó hại nó không thế cho. Là, thế là hai chị em là chỉ chơi với nhau thôi. Ờ. Chứ là người khác không chơi với bé. Tại vì người khác nó hại. Hại là sao? Ờ, hại lắm, nó bầm, nó đập, nó thế. Đứa bé không? Ờ. Đứa bé luôn. Ờ. Nếu mà... Nếu mà đứa bé nó không cho thì đánh luôn. Ờ. Nó chở không cho. Ý là...
người khác là đi mà mấy đứa trẻ khác là chơi cùng bé là hay đánh bé đúng không? Nếu như người khác đang đi thích cái này mà con này đâu có cho, nó có cho thì đánh con này, nên lơi con này để chạy luôn. Thì bé này thì đánh không lại đúng không? Không giành được. Con này nó đánh lại đâu, nó khóc luôn ấy, nó có đi đánh lại. Người ta nó chạy luôn, nó cầm cái này nó chạy luôn. Thì chắc bé này chắc cũng cô đơn ha đúng không? Chỉ có hai chị em thì đâu có nhiều bạn bè này kia đâu. Video trước mình đăng lên á thì có nhiều người thì bình luận thì nói là anh em mình cố gắng giúp cho hai bà cháu có một cuộc sống tốt hơn đúng không? Nhưng mà tại vì anh em mình thì phải đi giúp nhiều người, một mình anh em mình đâu có thể nào giúp hết được đâu. Nhưng mà mọi người mà muốn giúp được cho gia đình bé, hai bà cháu bé nhiều hơn thì mọi người hãy like và chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để cho video này nó được lan tỏa rộng rãi khắp nơi á. Thì đến tay được của những mạnh thường quân á, thì mạnh thường quân có thể giúp cho gia đình bé. Vậy nha Chi, bây giờ chú đi về nha. Cảm ơn chú. Chú về nha. Khi nào rảnh thì tụi chú sẽ xuống đây thăm thế con. Thế nào chú rảnh thì làm cháu nha. Bye nào. Bye. Bye. Bye à? Bye. Bye, lắc qua lắc lại. Ừ, đúng rồi, chính xác. Bye. Nhìn vô trong này này. Bye, bye. Bye. Thấy không Kiệt? Bye. Bye, bye. Thì vậy nha bà. Thì ngày hôm nay thì bọn con đi qua đây thì bọn con tặng cho bà và gia đình một món quà nhỏ vậy thôi. Thì để khi nào có dịp thì con sẽ quay lại con thăm gia đình mình thêm. Con có cái gì thì tặng bà không có gì mà tặng con nữa. Khổ lắm. Dạ không sao đâu bà. Lúc nào còn từng qua còn tiền 2 triệu nữa. Con nó tặng mình không có gì nó tặng con. Vâng, 2 triệu con cho gia đình mình có tiêu gì chưa? Chưa. Thì con cứ để lo. Trăm này hết mua bữa sáng mua cái gì con trăm. Lo cho bé. Mua đồ ăn bà mua thịt cá mua như bạn. Dạ. Mình có mua máy xay, mình xay cho bé ăn luôn. Bé ăn thôi, ai xay đâu. Máy xay sinh tố á. Tiền con nó cho nó lâu nó mua thịt mua cái gì ăn đi. Dạ. Mua xi bông gạch áo quần kìa. Mình đâu có tiền ra nó cháu nó cho nó con. Mình cào đi này ít lắm. Thế ở miền núi này thì khó khăn lắm mọi người. Khó lắm. Từng cái mà xà bông giặt đồ hay là thịt cá là cũng phải tính từng ngày đúng không ấy? Vậy con chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Khi nào có dịp bọn con lại con thăm cảm bà. Cảm ơn cháu nha. Thì ok mọi người, ngày hôm nay là anh em mình đã quay lại đây thăm bé Chi. Và từ nãy giờ mọi người xem video thì mọi người cũng biết hết rồi ha. Thì nếu mà mọi người cảm thấy cái video của anh em mình làm hay và ý nghĩa thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm và theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. We'll be right back.